Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Kazu của Nhóc Double Wish. Hôm nay, chương trình lần này là reaction của thi đấu bóng đá tuyển Việt Nam World Cup năm 2022. Là mọi người là có thể là xem rồi nhé, nhưng mình là chưa xem nên mình sẽ coi thử highlight của Ả Rập Xê Út, Saudi Arabia và Việt Nam nhé. Hấp dẫn nhé, tại vì là hôm đó cũng có thi đấu Nhật Bản và Oman, nhưng mà Nhật Bản là đã thua rồi nha, rất buồn nhé. Mình tưởng là chắc chắn Nhật Bản là thắng, vốn dĩ là mạnh hơn Oman, nhưng mà thua rồi. Vậy thì xem thử nha, bắt đầu. Ồ, bắt đầu nha. Nhưng mà Saudi Arabia là Ả Rập Xê Út là mạnh nha, đúng không? Wow, ui, không sao nè, an toàn nè, chắc chắn là không vào nè. Samalang Kurai là mình khó hiểu tên của người nước ngoài, không thể nhớ nữa. No, càng ngày càng mạnh hơn nữa. Wow, rồi ơi, nice play. Nguy hiểm nữa, nhưng mà không sao nè, khó. Từ ui, rất tốt, hoàn hảo nè. Ồ, quảng cáo là nhà thầy trò là Sài Gòn Bia nè, hiện nay là không được nè. Ui, nguy hiểm á. Không tốt cho Tam nè. Hình như là Ả Rập Xê Út là mạnh hơn nữa. Ok. Nguy hiểm quá. Challenge. Xem thử nha. Là cái gì ạ? Kiểm tra gì ạ? Hắn hả? Hoặc là pha hả? Trọng tài. Penalty. Nhìn. Ok. Để yellow à? Ủa, nào đây? Thứ hai à? Wow. Mọi người à?
À, ok ok, không sao nhé. Mẹ chưa thua nhé. Là việc đó là rất tốt nha. Cross này rất đẹp nhé. Penalty này á. Cái này chắc chắn foul rồi nè. Chắc chắn. Đá đặc biệt nhá. Tại sao đá nhẹ nhàng nhá. Bắn đi. Trời ơi. Đá xa nè. Đá xa luôn. Chiến lược Ả Rập Xê Út là rất tốt nha. Nice keeper. Nice goalkeeper. Okay. Yeah, okay. Samurai. Hết thời gian. Thật hoa nè. Tiếc quá. Có thể là bên Việt Nam là suy xẻo. Đúng không? Tại vì là một người bị lấy thẻ đỏ nè, red card nè. Ả Rập Xê Út là mạnh. Như highlight này á, tuyển Việt Nam là thường bảo vệ nhé. Ít có shoot nè. Không biết có mấy shoot. Nhưng mà cái này là chỉ một cái nha. Một shoot thôi nha. Tiếc quá nha. Sự thật là von sổ khảo cúp kể ơi là tiếp tục nha. Và sẽ có đi đảo Việt Nam và Nhật Bản. Khi đó là mình xin lỗi nha. Mình khi đó mình sẽ ủng hộ Nhật Bản nha. Xin lỗi nha. Nhưng mà 80% là Nhật Bản nè. Nhưng mà 20% là Việt Nam. Kết quả tốt nhất là Việt Nam và Nhật Bản là cũng tham gia World Cup 2022 nhé. Việc đó là rất rất vui nhé. Nhưng Việt Nam, Nhật Bản bây giờ là một thua rồi. Thi đấu tiếp theo là hai tuyển Việt Nam là Nhật Bản là đều chiến thắng nha. Sẽ chiến thắng nha. Rồi mọi người và mình cũng sẽ ủng hộ tuyển Việt Nam và Nhật Bản nha. Và nếu thích video này thì hãy like, share và subscribe nha. Mọi người cố gắng ổn nhẹ nha. Bye bye.